Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ và dẫn chứng với mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá rõ về các giá trị thực tiễn trên thị trường. Trên thị trường giao dịch Forex này, giao dịch được thì phải dẫn chứng, chứng minh được, không có chuyện á quân Forex thế giới hay trader triệu đô hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex hoặc là gì nhỉ? Bất kỳ một ai ra ngoài chia sẻ về trên thị trường là thầy dạy Forex ở trên thị trường mà chỉ là dùng trading view vẽ vời phân tích về xu hướng, đọc lệnh đưa ra chiến lược ở trên thị trường mà gọi đó là thực chiến Forex, xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những thằng lừa đảo bịp bợm đang thúc chết nhà đầu tư mà thôi. Giao dịch được thì dẫn chứng chứng minh được, giao dịch không được sẽ không có giá trị dẫn chứng chứng minh vào trong thị trường thực tế. Đây là điều hiển nhiên mà mọi nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex này cần phải hiểu rõ. Cả một chặng đường dài chính là những chuỗi giá trị mà bản thân tôi hay chính bản thân các bạn cần phải thực tế kiểm chứng cho chính những giá trị đó trên thị trường bằng chính những tài khoản giao dịch live cũng như sâu full toàn bộ lịch sử giao dịch của người đứng ra chia sẻ trên thị trường. Có như vậy chúng ta mới biết được rằng người đó có giao dịch vận dụng được hay không. Giữa giao dịch băng mõm chỉ là gì nhỉ? Những lời nói suông, những giá trị vận dụng không có căn cứ ở trên thị trường và gì nhỉ? Những lệnh lá đưa trên thị trường đó là những thằng dùng mồm, dùng mõm trên thị trường. Còn giao dịch thực tế là phải dẫn chứng thực tiễn trên thị trường để chúng ta kiểm chứng cho chính những giá trị đó để chúng ta biết được rằng người đó áp dụng vào trong thực tế như thế nào. Nuôi lệnh ăn bao nhiêu bíp thì phải có cơ sở để chúng ta nhìn nhận, có giá trị để chúng ta đánh giá. Đấy là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ sẽ hỗ trợ được cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư trên con đường mà bản thân chính các bạn đang tham gia vào. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp này. Đó, các bạn thấy rõ, đi lệnh nuôi được thì mới dám dẫn chứng được, chứng minh được. À, thưa chào anh em, chúc anh em giao dịch thành công nhé. Yeah.